Hello, xin chào tất cả các bạn. Nói đến gấp rồng thì thường thường các bạn nghĩ là gấp rồng rất là khó đúng không? Nhưng hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn gấp một em rồng cực kỳ đơn giản và cực kỳ đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng gấp. Xin các bạn gấp đôi cho mình nhé. Chưa? Rồi, mở ra. Gấp phần giữa cho mình. Các bạn chọn trọng tâm nhé. Giờ lại cũng vậy. Rồi, được chưa nhỉ? Đến đây rồi, tiếp theo đó là ngược lại. Và rất những cái điểm chóp cho mình nhá. Được chưa nhỉ? Sau đó lật ngược lại và cho ngón tay trỏ vào đây. Chúng ta là có thể hoặc cho ngón tay cái cũng được. Ở đây thì chúng ta mở được ra đúng không? Chúng ta gấp như thế này. Được chưa nhỉ? Bên này cũng làm như thế vậy. Cho ngón tay trỏ vào đây và chúng ta có thể mở ra gấp xuống như thế này. Rồi, sau đó lật ngược lại này, được hình như này nhé. Rồi, được hình như thế này rồi thì chúng ta gấp đôi. Ta gấp đôi lại. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Bước tiếp theo nữa là các bạn gấp lên, gấp cái này, này cầm đây và gấp được những đường thẳng cho mình nhé. Gấp vuông góc luôn. Song song luôn. Được chưa nhỉ? Và từ đây đi các bạn cho tay vào đây, bạn mở ra, mở ra và các bạn làm sao mà đường thẳng này song song với cái đường trung tâm ở trong nhé. Các bạn gấp tờ hình như này cho mình. Bạn tránh lệch thì các bạn phải từ đây các bạn sẽ nhìn, vừa nhìn vào gấp sẽ tránh được việc nó bị lệch. Này thì rất là xấu. Mình cắt mình sang cái này đó. Bây giờ đang bị lệch đây này. Lệch cho nên mình phải chỉnh lại còn sao cho đúng trọng tâm. Rồi, tiếp theo. Bước tiếp theo đó là cắt góc này vào đường giữa trung tâm cho mình. Và cái góc này cũng thế, gấp lại ở giữa nha. Được chưa nhỉ? Sau khi đã tạo được hình như thế này rồi thì cái đầu là chúng ta cập vào đây nhá. Đấy, cập lên đây coi như chúng ta đã gấp được một nửa quãng đường rồi. Bước tiếp theo này, bước tiếp theo các bạn lật cái góc này nhá. Các bạn lật về trước và các bạn gấp song song cái đường này cho mình nhé. Mình gấp đây, các bạn vừa nhìn mình vừa gấp. Đấy, cái góc này mình đã gấp ngược lại. Mình gấp ngược lại vào đây. Được chưa nhỉ? Nằm ngược lại. Ngược lại phần bên này cũng là y hệt như vậy. Các bạn dở ra. Rồi. Các bạn gấp vào cái đường này. Xong xong cái đường trên này. Phần góc này ấy, các bạn gấp một lần nữa vào cho mình. Gấp ngược lại. Không khó đúng không? Rồi, đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu tạo hình đầu cho con rồng. Gấp đôi, gấp. Các bạn cầm đầu này, các bạn gấp xuống nha. Vuông góc, vuông góc nhé. Vuông góc với lại cái cổ cho mình nhé. Được chưa nhỉ? Góc là góc. Sau đó các
cầm tay và gập ngược lại. Cầm tay và gập ngược lại. Rồi, bước tiếp theo đó là gấp cánh con rồng. Chúng ta gấp đúng vừa tròn đến cái điểm này nhé, để tạo thành cái hình cánh con rồng này. Đến điểm này là hết rồi đúng không? Các bạn gấp xuống đến nơi vừa cho mình, gấp đến đuôi luôn. Được chưa? Bên này cũng làm y hệt như vậy. Xuống đến đuôi. Rồi, được chưa nhỉ? Cuối cùng, bước cuối cùng đó là các bạn gấp chân em rồng lại nhé. Đây, mình quay gần lại một chút. Đây. Mình gặp này. Gặp chân về trước. Bên này cũng gặp như thế như vậy. Rất đơn giản đúng không? Đấy. Và cuối cùng thì chúng ta đã hoàn thành em rồng cực đẹp, cực xinh và cực mạnh mẽ nhé. Chúc các bạn thành công.